Tập 623, B2 bảo vệ hệ sinh thái. Gia đình xin đang xem thời sự dự báo thời tiết. Phóng viên đang phỏng vấn người dân về vấn đề ngập lụt ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Khí hậu đang thay đổi do sự nóng lên toàn cầu. Xin quay sang hỏi bố biến đổi khí hậu là gì chứ? Bố giải thích rằng trái đất dần nóng lên do khí thải của loài người tạo ra. Băng ở Nam Cực vì thế mà bị tan chảy. Nước biển dâng cao và gây ngập lụt ở đất liền. Xin hơi hoang mang, cậu tưởng tượng điều đó mà xảy ra thì sao nhỉ? Xin sẽ nằm dài trước nhà mình và ngắm hai chị gái xinh đẹp tắm biển với bộ áo hai mảnh sexy. Nghĩ tới đây là xin khoái chảy nước miếng rồi, bố bất lực không phải như xin nghĩ đâu. Mẹ nói tất cả chúng ta đều bị nhấn chìm trong biển cả đó. Xin lại tưởng tượng ra cảnh cả nhà ngồi trên nóc nhà. Bố vừa câu cá vừa âu sầu lo khoản nợ 32 năm chưa trả hết. Xin quay sang hỏi mẹ đến giờ đi học chưa? Mẹ nói không cần thiết nữa vì tất cả mọi người đã bị nhấn chìm. Vậy bánh cho copy, mẹ nói nó đang ở dưới nước, xin liền hét toáng lên. Sau đó cậu ta lại ngơ ngác hỏi TV và action camen của mình đâu. Mẹ nói đều ở dưới nước, xin nghĩ tới mà hét toáng lên không muốn thế đâu. Xin tự nghĩ không phải trái đất chỉ hơi ấm lên thôi sao? Nếu vậy thì tất cả chị em phụ nữ đều mặc áo tắm trong thành phố ư, cả hai bố con như hiểu ý nhau lắm rồi cười ha hả khiến mẹ tức điên. Bố quyết định sẽ chung tay bảo vệ hệ sinh thái này. Đó là việc sống tiết kiệm năng lượng và chất thải để bảo vệ trái đất. Vì thế bố quyết định nhà mình sẽ chung tay. Chưa kịp nói xong xin đã nhanh tay chụp lấy điều khiển tắt tivi cái dục, tắt luôn điều hòa. Xin dõng dạc nói to mình không muốn bị nhấn chìm và không thể ra ngoài chơi. Bố mẹ ngạc nhiên vui mừng khi con trai nghĩ được như thế. Nhưng xin nghĩ cái chính là được ngắm các chị chân dài mặc đồ bơi thôi khiến bố mẹ ngã ngửa. Mẹ nghĩ sống như vậy cũng khá tốt vì chống lãng phí. Xin liền chê mỡ bụng của mẹ khiến mẹ cho một đấm u đầu. Mẹ quyết định cả nhà sẽ biểu quyết xây dựng hệ sinh thái của gia đình Nohara. Đầu tiên làm gì nhỉ? Bố mẹ nghĩ đi ngủ để tiết kiệm năng lượng là tốt nhất. Xin tức tối gọi bố mẹ dậy nhanh thực hiện nhiệm vụ. Sáng ra mẹ xuống bếp thì hết hồn khi tủ lạnh mở toang hoang. Xin hét toáng lên mình đang ngăn chặn biến đổi khí hậu đó. Mẹ bực bội trái đất không thể mát hơn nếu xin cứ mở tủ lạnh. Như thế là lãng phí vì phải sử dụng thêm nhiều điện cho tủ lạnh để làm mát đó. Sau đó mẹ đưa báo cũ cho xin tự làm máy bay giấy chơi, như vậy sẽ thân thiện với môi trường hơn. Bạch Tuyết đang ăn trưa thì giật mình nghe tiếng mẹ quát xin tại sao đi vệ sinh mà không xả nước. Xin liền điềm tĩnh giải thích phân cũng rất thân thiện với môi trường. Với lại cục phân nhỏ xíu xả nước cái ào thì lãng phí nước lắm. Xin muốn thu thập nhiều phân trong một ngày rồi xả luôn cho đỡ tốn. Mẹ đến bất lực với cách nghĩ của xin mất thôi. Xin liền chống chế hôm này chính là ngày tiết kiệm của gia đình Nohara mà. Mẹ hét lên tốt nhất là xin không cần phải tiết kiệm nữa đâu. Bố nằm cười khoái chí vì xin nghĩ vậy cũng đúng mà. Mẹ bực mình bố lắm, rồi mẹ kêu bố mau đưa chìa khóa xe hơi cho mẹ đi chợ. Bố nói sao mẹ không đi xe đạp, mẹ nói đồ nhiều nặng lắm. Bố nghĩ điều đó không nên vì đi xe hơi sẽ lại xả khí ô nhiễm ra môi trường thôi. Mẹ nói gạo hết rồi mà chở gạo thì nặng lắm. Bố đi xuống xem tủ lạnh còn gì ăn không. Mẹ đắc ý nói gạo thịt cá trứng sữa đều hết rồi nha. Chỉ còn mấy thứ rau củ héo thôi nên mẹ mới muốn đi chợ vào hôm nay. Bố muốn tiết kiệm nên chỉ ăn những thứ còn sót lại trong tủ lạnh này. Xin cũng chêm vào mấy câu rồi hai bố con cười đắc ý khiến mẹ tức điên. Đã thế thì bữa tối nay hai cha con tự vào bếp. Thế rồi bố đành vào bếp còn mẹ đứng một bên canh chừng. Mẹ nhắc bố nấu bếp ga không để lửa lớn tránh lãng phí. Còn gọt ra ngư bàng như vậy quá dày và lãng phí. Bố nên sử dụng bàn chải trà rửa bên ngoài thôi. Mẹ đắc ý nếu là mẹ sẽ làm được hết. Còn bố muốn tiết kiệm thức ăn thì đành phải chịu thôi. Bố tức lắm khi biết mẹ cố tình chọc tức mình. Cuối cùng thì bố đã làm xong một nồi súp. Bố tự tin nó khá bổ dưỡng và không lãng phí nhé. Cả nhà xin ăn ngon lành, xin khen nó ngon tuyệt. Bố nghĩ còn ngon hơn khi có thêm thịt. Mẹ vui vẻ dặn bố thỉnh thoảng nấu những món ăn đơn giản như này. Vừa tốt vừa tiết kiệm, lại dọn sạch tủ lạnh luôn một lần nữa chứ. Bố nghe mà toát mồ hôi, mẹ muốn trốn việc nấu ăn thì đúng hơn. Vậy là cả nhà xin đã hoàn thành ngày bảo vệ hệ sinh thái của gia đình Nohara rồi. Ai cũng vui mừng hạnh phúc, tới ngày hôm sau thì nhà xin lại xài xả láng. Máy lạnh lò sưởi bật hết công suất, điện nhảy số không kịp dừng luôn. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 288, B một người đàn ông trầm tính. Hôm nay là chủ nhật, nhưng bố vẫn phải làm việc. Xin nhớ là bố hứa hôm nay sẽ đưa hai anh em đi chơi mà, nhưng mà giờ bố bận rồi. Mẹ bảo xin chắc phải đợi đến khi bố xong việc, rồi cả nhà cùng đi ăn luôn. Xin thấy bố toàn thất hứa thôi, mẹ phải giải thích là nếu bố không làm việc thì sẽ bị sa thải. Như vậy thì sao ai sẽ trả tiền trả góp cho ngôi nhà này? Bố nghe mà mệt mỏi quá, rồi bố vào phòng làm việc nên dặn mấy mẹ con không được làm phiền. Mẹ nghĩ bố nên lên lầu cho yên tĩnh, nhưng bố thấy trên đó nóng lắm. Rồi bố dặn mấy mẹ con không được ồn ào. Vậy là bố vào phòng bật điều hòa rồi bắt đầu làm việc. Nhưng mãi mà bố chẳng có ý tưởng gì, đến hơn 9 giờ mà bố vẫn làm chưa xong.
Đã vậy còn nghe tiếng hai anh em xin ồn ào nên bố điên quá ra chửi hai anh em sấp mặt. Nhưng mà đó chỉ là tiếng tivi thôi, bố nghĩ xin nên tắt tivi đi. Xin nghe lời bố tắt ngay rồi ra định cắm đài radio nghe. Vậy là bố lại hét toáng lên, xin lại định mở đĩa rồi, cả băng nữa. Nhưng bố không cho, xin thấy bố thật là ích kỷ. Lúc này mẹ cũng ra, mẹ thấy để xin im lặng là điều rất khó, vậy nên theo xin thì bố nên lên lầu. Như vậy thì sẽ không có điều hòa để bật nên đỡ tốn điện. Đúng ý mẹ còn gì, mẹ điên quá cho xin mấy quá nhéo. Bố lại hét lên bảo cả mấy mẹ con phải trật tự rồi bực bội vào làm việc tiếp. Xin thấy tại mẹ hét, mẹ lại đổ lỗi cho xin. Bố bực quá ho lên dằn mặt, vậy là hai mẹ con xin im lặng. Thấy bố vào trong mà cả hai nhẹ cả người, chợt mẹ nhớ ra là làm gì đó ăn cho bố đỡ mệt. Vậy là mẹ nhờ xin trông Hima rồi hí hửng chạy đi. Xin dặn Hima là phải chơi trong im lặng để bố làm việc. Vừa dứt lời thì xin hét toáng lên khi thấy Hima bỏ về phía chiếc trống. Hima định gõ thì may xin ném gối vào kịp không thì toang. Nhưng Hima vẫn nằng nằng kéo gối ra rồi gõ trống. Vậy là xin cứ kéo đẩy chiếc gối ra rồi chơi cùng em. Lập tức, bố đi ra với khuôn mặt đùng đùng sắc khí làm Spin hơi rén. Nhưng bố lại ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên xin là anh trai nên phải biết làm gương cho em. Với lại bố đang cần một không gian yên tĩnh để làm việc. Rồi bố buồn bã bảo thật mệt mỏi khi phải làm việc cả vào ngày nghỉ. Xin nghe mà thấy tội nghiệp bố quá, vậy là hai bố con ôm chầm lấy nhau. Xin hứa cho đến khi bố làm xong việc thì sẽ là một người đàn ông trầm tính, bố cũng ủng hộ cô cậu hết mình. Sau đó, xin nhẹ nhàng xuống đu lên tủ lạnh tìm đồ ăn, thấy Hima nhìn. Cô cậu liền ra hiệu cho em im lặng rồi trèo lên mở tủ lạnh ra, nhưng bất ngờ một núi đồ rơi xuống, may mà xin nhanh trí đỡ kịp. Rồi cô cậu mở pudding ra cho hai anh em ăn, lúc này cũng có giao hàng tới. Xin và Hima liền ra mở cửa rồi ra hiệu cho chú im lặng. Rồi xin làm hành động gì đó, chú giao hàng thấy vậy cũng miêu tả bằng hành động cho xin. Vậy là cu cậu vào gọi bố trong bộ dạng con rắn làm bố hết hồn. Rồi xin làm hành động gọi bố ra nhận hàng. Bố thấy khó hiểu quá nên bảo xin cứ nói ra, nhưng chợt nhớ ra là lúc nãy xin đã hứa sẽ làm một người đàn ông trầm tính nên chắc không thể thất hứa. Mà bố không hiểu xin làm con rắn trắng là có chuyện gì. Ngoài này chú giao hàng vẫn đang đứng đợi bố ra nhận hàng. Thì ra trên mũ chú có hình con rắn trắng nên xin mới hóa trang vậy để bố nhận ra. Nhưng trong này bố vẫn đang chơi đuổi hình bắt chữ với xin, đúng là bó tay hai bố con luôn. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 289 B3 video của bố. Bố đang làm việc sấp mặt thì chú Kawaguchi lại đưa cho bố cuốn băng. Thì ra là video chú đã quay lại khi đi chơi cùng công ty, chú thấy bố hát đỉnh ghê. Bố nhớ lại thì hôm đó bố hơi quá chén nên đã ôm chị Yumi hát, bố cứ nghĩ chú Kawaguchi tặng cho bố. Nhưng mà dễ gì, chú muốn giữ nó làm kỷ niệm thôi. Vậy là bố kéo chú ấy lại rồi hứa sẽ mời chú một chầu. Vậy là bố đã lấy lại được cuốn băng. Trên tàu về nhà, bố mở cặp ra nhìn cuốn băng. May mà lấy lại được không lại toang mất. Sáng hôm sau, vì là cuối tuần nên mẹ đưa hai anh em xin đi mua sắm. Bố thích quá nên hí hửng ra tạm biệt mấy mẹ con. Xin bảo bố không được đi theo đâu. Tất nhiên rồi, bố đâu có rảnh vậy. Mẹ thấy bố hơi kỳ nha, rồi mấy mẹ con xin đi luôn. Bố liền chạy lên lầu lấy cuốn băng mở ra xem, đột nhiên xin úp mặt ngoài cửa kính làm bố hết hồn, bố không hiểu sao xin lại ở đây. Thì ra cu cậu sợ bố ở nhà một mình buồn nên mới quay lại, bố nghe mà hoang mang quá. Rồi xin giật điều khiển mở cuộn băng ra xem, bố sợ quá đến ngăn lại. Nhưng mà tự dưng tivi bị gì chẳng mở được, bố đến kiểm tra thì thấy hình như đầu bị hỏng rồi, vậy là không thể lấy cuốn băng ra. Lỡ mẹ mà mở nó ra xem thì toang mất, xin đoán chắc cuốn băng này có gì mờ ám rồi, bố sợ quá liền đánh trống lảng. Mà bố không biết mẹ đang đi mua sắm ở đâu, xin nhớ là ở trung tâm thương mại. Bố thấy vậy thì hơn một tiếng nữa mẹ mới về được, nên chắc sửa vẫn kịp, vậy là bố rút đầu băng ra. Xin thấy nghi ngờ quá, nhưng bố quyết tâm sẽ làm được. Nhanh chóng bố mở được nắp ngoài ra, rồi bắt đầu mày mò. Đột nhiên bố phát hiện có gì đó mắc kẹt phía dưới. Vậy là bố vào trong lấy thêm đồ nghề, không quên dặn xin là không được phá. Biết xin định mò vào nên bố lại mò ra dằn mặt, nhưng mà xin ngứa tay quá. Không chạm không được đâu, nói rồi cu cậu kéo cuốn băng ra thì vô tình làm rơi gì đó, ngoài này bố vẫn mải miết tìm đồ. Còn xin thì lật đầu máy lên lắc mạnh thì thấy một mớ vòng nhẫn rồi phụ kiện của mẹ rơi ra. Xin còn phát hiện ra mấy đồ của robot nữa và thủ phạm không ai khác ngoài Hima rồi. Vậy nên mới không mở được băng là đúng rồi, lúc này bố cũng vào, thấy đầu băng dựng lên bố liền chửi xin sấp mặt. Xin chưa kịp phân minh thì bố lại đuổi cu cậu ra, rồi bố ngồi sửa tiếp, xin bảo bố không cần làm nữa đâu. Vì tất cả đã được lấy ra ngoài, nhưng bố chẳng quan tâm mà bảo cu cậu ra ngoài chơi. Đến gần 2 giờ chiều thì toàn bộ đầu băng đã bị bố gỡ ra hết. Bố không biết nên làm gì nữa, xin nói mà bố không nghe. Đồ đạc bên trong đã được lấy ra hết rồi, vậy là bố hét toáng lên. Nhưng mà làm sao bây giờ, mẹ sắp về rồi. Vậy là bố lại mày mò giáp lại, lúc này mẹ cũng về gần tới. Xin liền chạy vào báo cáo với bố, bố nghe vậy thì vội vàng nối lại đầu băng.
May mà kịp lúc mẹ về tới, mẹ thấy bố hơi kỳ, nhưng mà có gì đâu. Xin thấy điều khiển nên lấy bật lên thử, vậy là bố hét toáng lên. Và trên màn hình lúc này là cảnh bố và chị Yumi đang ôm nhau hát hò rất tình cảm. Sợ quá bố quay lại xem thái độ của mẹ. Còn Shin thì đơ ra khi mình vừa gây chuyện tày đình. Vậy là giông bão lại kéo đến trên nhà Nohara, kiểu này thì bố lành ít dữ nhiều rồi.